Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube channel mình. Thì trong video ngày hôm nay em sẽ hướng dẫn cho mọi người cách nhập mật mã ngày 27 tháng 6 để chúng ta nhận 1 triệu coin hoàn toàn miễn phí nhá. Thì đầu tiên mọi người sẽ vào tài khoản của mọi người này. Sau đó thì mọi người ấn vào phần mật mã hàng ngày của mọi người nhá. Đấy. Mật mã hàng ngày của mọi người. Thì khi nào biểu tượng của con chuột này nó hiển thị màu đỏ là chúng ta có thể thao tác rồi nhá. Thì cái mã Ngày 27 tháng 6 là M-I-N-E-R Thì bây giờ các bạn hãy làm theo hướng dẫn của mình nhé Đầu tiên là chữ M này Thì mọi người ấn giữ giữ cho em Một Hai Sau đó chữ Y là chấm chấm này Bấm bấm này Một Hai Sau đó là chữ N là giữ Bấm này 1, 2 Sau đó là chữ E là chấm này Bấm nhé Đấy, sau đó là R là bấm giữ Bấm Bấm Giữ Bấm Ok, như vậy là mà biểu khóa thành công ngày 27 tháng 6 và chúng ta sẽ nhận giải thưởng thôi thì em sẽ quy ước là cái dấu chấm ấy thì chúng ta bấm còn dấu gạch ngang thì chúng ta giữ khoảng 1 đến 2 giây thôi ok để mọi người làm theo video này thì mọi người sẽ bẻ khóa thành công và mọi người nhận một triệu coi nhá nhận giải thưởng này đấy 18 triệu này làm tốt lắm này 18 triệu 415 rồi rất là tuyệt vời đúng không ạ Đấy thì buổi sáng thì chúng ta sẽ làm danh sách nhiệm vụ tiếp tục nhé. Đấy danh sách nhiệm vụ này, này. thì uh, đang chờ ngày 7 là 100 nghìn nha mọi người nhé và mọi người có thể kiếm thêm tiền này bằng cách là xem video này Ok còn bạn nào chưa có tài khoản thì em sẽ để link ở dưới phần mô tả bình luận của video này nhé mọi người nhớ like chia sẻ và đăng ký kênh YouTube ủng hộ giúp mình để chúng ta em sẽ cập nhật tình hình mới nhất của hamster combat nhé Ok Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo bye bye